Hello, xin chào tất cả bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ ghép 100 mảnh cây lục đầu bò và test súng luôn. Nếu mà có điều gì khuất tất ở clip này thì mong anh em là lượng thứ bỏ qua. Cái hạt này thì lên tầm 134 mảnh rồi. Thì chúng ta sẽ ghép và test thử xem như thế nào. Hồi trước thì mới mấy ngày trước thì chỉ có 100 mảnh thôi. Và không biết là dạo gần đây nó update lên cái phiên bản này cày dễ hay sao ấy. Anh em cày lên rất là nhanh. Anh em thử vào test đi ạ, mình sẽ có một clip test sớm nhất. Và ở dưới này thì lục đầu bò băng thì thanh niên này cũng có tầm 4 mảnh rồi. Và Katana Devolver cũng gần full luôn rồi. Ghê thế, thánh cày là đây. Rồi xem arc này có gì nào. Arc này thì chỉ có MSG90bis là vĩnh viễn, còn lại thì toàn đồ ngày. Và những cái đồ ngày như thế này thì cũng rất là ngon, chứ không phải là cuối bắp đầu có 3Z này. Đầy đủ tanker với lại sniper AI là có hết rồi này. Đối với một game thủ bình thường thì như này là tuyệt vời rồi, không cần nhiều. Chúng ta sẽ cùng test ghép và test cây lục đầu bò. Hay lắm DM. Chúng ta sẽ vào chế độ lục đấu đơn nha. Ây, như là mất cây lục đầu đơn rồi. Đơn sniper, đúng rồi, mất bà rồi, đùa bố à. Tao sợ chúng mày quá cơ. Rồi bây giờ thì không biết test chỗ nào. Chúng ta sẽ chơi lục đấu lục chơi vũ khí phụ và đấu với vũ khí chính xem như nào. Vào đây thì cứ xác định là an hình sấp mặt lờ thôi. Cầm lục bình thường thì còn đỡ đỡ tí, mà cầm cây lục khắm lọ này vào nữa thì nát lắm. Rồi sau này cái này cái định mệnh. Ơ đùa bố à, mình chưa kịp định hình đó cái gì nữa. Thế mèo thanh niên nhanh thật, và ngay một cái mã đạn vào mồm. Khắm thế à, rồi không sao, chúng ta sẽ cùng test súng. Rồi, rồi thanh niên nguy hiểm này. Cái này mà đục tường thì nó là vì diệu. Nó phải gọi là đục cả lớp bê tông vẫn đục qua được. Rồi, cái gì đấy. Rồi, lao vào hiến mạng thôi. Những cái phát như này thì bắn là sướng. Những thằng cuối chiến tuyến thì ăn hình, ăn đạn, sờ mờ lờ. Đấy, xa như thế thì mình không bắn tới đâu. Chỉ đợi có thể là mình sẽ ăn gian vài phát RPK để kiếm thêm EQ. Úi dồi, cứ lao vào hiến mạng rồi. Mấy cái chỗ mà gần gần như thế này thì cây này nó bá lắm. Một phát là đi rồi. Em thấy phê không? Phê không? Úi dồi, không rồi. Sao pha đấy không hiện đam nhỉ? Cái này đôi lúc cũng rất là ảo lòi. Có cây này mà đi range C4 thì phải gọi là bá con nhà bác đạo. Tại vì nó đục tường rất là phê. Rồi. Ơ cái định mới. Nó mút ngay hàng mình, mà nó mút mình luôn, nó mới cay anh em ạ. Mút mình thì bình thường quá, nó mút thằng thằng trước thì bình thường quá rồi. Nó mút mình luôn, nó mới ghê. Thôi xong rồi. Đúng rồi, né không kịp luôn ạ. Khô hết cả lời. Rồi cây này thì vào chế độ này anh em cũng biết rồi. Nó khắm lắm. Nhưng biết làm sao được. Phải tết đam thôi. DMVNG. Đùa bố, bỏ cái lục đấu đơn rồi nên không có cái chỗ mà test súng. Bây giờ test súng chính thì khắm lắm. Thà D-Evon Beat thì mình còn chơi được. Đấy, cái điện mới. Đã đen rồi còn lắm lông. Mình đã đói kill lắm rồi, mà bọn này nó cứ nháo nhào lên hút kill của mình. Mày thế. Mày cố lên, chúng ta sẽ làm được. Bình tĩnh, tự tin và bị bóp dái. Đây rồi, xa quá. Úi ôi, vãi. Cầm cây lục đá khắm lọ rồi. Nó còn chết theo kiểu rất là ngu người. Rồi, ăn gian vài phát ở VK đi. Úi ôi, thôi xong rồi, vãi cả hồi xin ạ. Trời ơi là hồi xin. Đây, không sao, không sao. Không sao, chúng ta cứ bình tĩnh. Dạo này nó cập nhật cái Q Max Range rồi. Mang vào thì nó rất là phê, gợi cho chúng ta một cảm giác thú tính. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Úi dồi, vứt bom kìa. Bạn GVL, bạn lại cứ nguy hiểm với mình rồi. Đây rồi, không xong rồi, đục không qua thế này. Máy thật. Chắc chắn là phải đứng gần rồi, chứ mà đứng xa như này khó đục lắm. Hello mọi người, đâu rồi? Úi dồi, nó đứng xa vờ lờ. Xa quá. Xa quá, thôi xong rồi.
thấy cái mặt nó hồi sinh là cứ biết là em phải tiếp đất rồi. Á đủ bạn lại cứ nguy hiểm đi. Cái định mệnh mày quá. Double kill pha đấy đáng nhẽ mình đi rồi, mày vẫn rút lục ra kịp. Nó xa thế nhở, đã thế quay ngược lại còn bị móc lốp. VL ở trận này chắc là không top được rồi, nhưng vẫn kiểu như là nhiều kill. Đua thì không kịp bò này rồi, tại vì mình lục đồ bò mà. Nếu mình cầm lục bình thường thì đôi khi còn có khi lại đua kịp. Chứ lục này khám lắm. Úi rồi, thơm thế. Rồi không kịp rồi, thằng kia nó 19 kill rồi mà. Và chắc mình sẽ kết thúc clip tại đây. Các bạn xem nếu thấy hay đừng quên like và subscribe kênh của mình nhá. Bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye. Nếu thấy thích thì đừng quên like và comment bên dưới clip của mình nha. Ý kiến của các bạn. Có thấy khẩu lục này ngon không?